Em xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt em đây là chiếc Hyundai Creta phiên bản cao cấp màu đỏ. Thì trong video này thì em xin báo giá cho anh chị Hyundai Creta và những cái quà tặng khuyến mại để anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe gầm cao trong khu vực xe hạng B, động cơ 1.5 lít dẫn động hộp số CVT cầu trước. Với khoảng trắng gầm xe là 20 cm thì em nghĩ anh chị có thể đi được khá là nhiều địa hình cho chiếc xe Creta này. Về giá thì bản tiêu chuẩn của Hyundai Creta hiện tại, vì là xe nhập khẩu cho nên là hiện tại bên em vẫn chưa có phiên bản 2023, và dự kiến sắp tới thì Creta sẽ chuyển sang thành xe lắp ráp. Đây là những chiếc xe nhập khẩu, một trong những chiếc xe nhập khẩu cuối cùng, thì anh chị có thể nhân cơ hội này để sở hữu cho mình một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Về giá bán của Creta phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại bên em đang chào với giá niêm yết là 640 triệu. Nhưng mà hiện tại thì giá bán của đại lý đang được giảm và hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều, chỉ còn chưa đến 6 triệu, gần 600 triệu thôi, cụ thể là 598 triệu. Và phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị là phim kích nhiệt Nissan của Mỹ, bên em bảo hành cho anh chị 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da và một số quà tặng kèm theo. Khi mà anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em thì em sẽ có hỗ trợ tối đa về giá cũng như là quà tặng chính hãng cho anh chị. Về giá lăn bánh ở tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng là 665 đến 666 triệu. Thêm bảo hiểm thân vỏ khoảng 8 đến 9 triệu nữa thì nó rơi vào khoảng gần 700, gần 600, khoảng 675, 74, 75 triệu. Ở những cái ưu điểm vượt trội của Creta em có thể kể đến cho anh chị, đó là thiết kế trẻ trung với kích thước tổng thể tốt trong phân khúc, và đặc biệt là sẽ có một cái vẻ bề ngoài hầm hố. Đó, cái cụm đèn sáng chiếu sáng ban ngày giống đàn anh Tucson này, cái đầu to giúp cho chiếc xe thêm phần khỏe khoắn, công nghệ đèn full LED cho phiên bản đặc biệt và bản cao cấp, và cảm biến áp suất lốp thì được tích hợp trên 3 phiên bản. Chúng ta sẽ có đèn nổ từ xa, lên kính, lên xuống kính bên lái bằng chìa khóa, và không gian nội thất của xe thì là một tông màu đen rất là sạch sẽ và sang trọng. Chiếc vô lăng của Creta thì được tích hợp rất là nhiều những cái công nghệ như là đàm thoại rảnh tay, vừa rồi coi xét tốc độ, cũng như là bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm những công nghệ của Hyundai Smart Sense, đó là cảnh báo điểm mù trên gương, rồi cảnh báo lệch làn, giới hạn tốc độ. Chúng ta sẽ có đèn tự động. Đó. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm là làm mát ghế cho hàng ghế phía trước, cụm màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 10,5 inch, tích hợp Google Maps, kèm Apple CarPlay và Android Auto. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có màn hình đa thông tin, màn hình đa thông tin cũng là 10,25 inch, và một công nghệ an toàn hiếm có trong phân khúc xe hạng B, đó là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau trong gói Hyundai Smart Sense. Thì cái này khi mà anh chị lùi xe ấy, gặp cái phương tiện cắt ngang ở đằng sau xe thì xe sẽ tính toán khoảng cách nguy hiểm, thì chiếc xe của bạn sẽ tự động phanh và cảnh báo phương tiện cắt ngang và người đi bộ phía trước thì cũng hoạt động tương tự như vậy. Các cái màu xe thì hiện tại bên em đa số đều có những cái màu xe sẵn giao cho cả 3 phiên bản. Thì anh chị quan tâm xin vòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Thì giá mà em sẽ cập nhật theo anh chị theo từng thời điểm, ví dụ như là 3 đến 5 ngày chúng em sẽ thay đổi chính sách giá một lần. Nhưng mà anh chị yên tâm là mỗi lần thay đổi nó cũng chỉ là thay đổi theo cơ chế của thị trường và cũng chỉ lệch nhau khoảng vài triệu thôi. Đó, anh chị quan tâm về giá xin và chính sách xin vòng liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại. Em xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.